Con chào cô và tất cả các bạn. Hôm nay thì con sẽ thuyết trình về một cái kiểu là một cái dự án bài làm, chính là tức là Pico shoot all of the food. Thì cái cách truy cập vào Scratch thì ai cũng biết rồi. Bây giờ con sẽ nhấn vào, con sẽ thử chạy chương trình. Ôi trời ơi, ok, khi mà con nhấn ấy thì bây giờ con có phần sửa đổi, bởi vì con đã dịch thay đổi cái phần kiểu đi dạng cái kiểu đi của cái nhân vật Pico Working này đấy. Hàng Đấy, sau khi mà con nhấn ấy thì con nhấn click chuột vào đây. Đấy, sau khi viên đá, nếu như viên đá chạm vào cái cạnh của một cái rào chắn này thì cái viên đá sẽ bị vỡ và mình sẽ thay đến một viên đá khác, nhưng mà cái viên đá này đã biến mất. À, nếu như mình chạm vào cái quả đấy rất chính xác, còn nếu như không thì mình sẽ bị thua. À, mình sẽ phải chơi lại. Bây giờ mình sẽ chuyển cái nhân vật xa xa một chút để bắn cho dễ. Ồ, không được. Có vẻ như mình đã thua rồi. Và trong lúc đó thì cách sử dụng cái này là mình sẽ phải nhấn chuột vào một cái vị trí chính xác để viên đá nó có thể bay được, nó bay ra khỏi cái tầm tay, dụ như ném đấy, nó ném. Đó, khi mà mình thắng đấy. Đó. Còn nếu như mình chạm vào cái hộp quà này thì mình sẽ được tăng một cái mạng đá, cái mạng lên, còn gọi là đá đấy. Sau đó mình có thể nhấn vào cái này, nhấn vào cái quả dưa hấu này, thì nếu như xong, nếu như nhấn được thì nhiệm vụ sẽ được hoàn thành và mình sẽ thắng. Cách sử dụng đấy. Còn có một cái chương trình nổi bật mà con rất thích, đó là cái chương trình mà nhân vật đi ấy, bởi vì ở trên lớp thì con đã thầy thầy giáo ấy thì đã nói rằng nếu như cách để nhân vật di chuyển ở một cái cách đúng cách ấy thì mình sẽ lấy cái khối lệnh và cái phần chuyển động, mình lấy khối lệnh đặt hướng bằng này đấy. Nếu như mình hướng nói nếu như mình phím muốn phím trái nhấn thì muốn quay về phía bên trái thì mình nhấn vào cái phần đặt hướng như này đấy, nó sẽ có thể di chuyển đấy, ví dụ như âm 90 độ chẳng hạn, như thế đấy. Đây, âm 90 độ này. Thì mình có thể di chuyển đấy, đấy nhìn nhìn di chuyển phím trái đó đấy. Cái bài này thì thực ra chỉ là một cái kiểu là cái bàn cái mảng kiểu là một cái chơi thử đấy ạ, cho nên là thực ra cho nên là mong tất cả cho mong các bạn và cô thông cảm. Cái cảm nghĩ của con về cái bài làm này rất con nghĩ là rất là tốt, và tuy là hơi ngắn nhưng mà cái bài làm như thế này là con khá là tốt rồi ạ. Con chào cô và tất cả các bạn ạ.